Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thần Mộ, sau khi bị Sơ Ngọc uy hiếp thì lão yêu quái chẳng hề tỏ thái độ sợ hãi mà còn thách thức Sơ Ngọc rằng lão chưa từng bị nàng ta uy hiếp bao giờ. Thế vậy, thần nam liền giận lấy con dao mà Sơ Ngọc đang cầm rồi tự uy hiếp mình, để xem thử rốt cuộc hắn có tác dụng lớn tới đâu. Lão ta nói mình chỉ là quý tài mà thôi, nói xong lão cũng đuổi hết bọn họ đi. Sau khi Sơ Ngọc, thần nam và đồng đồng đi rồi, lão yêu quái vuốt tóc của mình lộ ra một sợi tóc màu bạc rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Sơ Ngọc và thần nam ngồi trò chuyện với nhau, nàng ta lo sợ ngày mai nếu lỡ thua thì hắn cũng phải lấy mạng ra đền tội, nên nàng mong hắn trốn đi. Với công lực của hắn thì có thể tránh được vệ binh để cao chạy xa bay. Tuy nhiên, thần nam lại không muốn đi, nếu đi rồi thì ngày mai ai ra sân tỉ thí đây? Sơ Ngọc ủ rũ mặt mày, vốn dĩ hắn không cần cuốn vào vòng xoáy này, hắn cũng muốn mặc kệ lắm. Vậy nhưng, bản thân sớm đã trở thành người trong cuộc rồi. Nhân quả trên đời, rắc rối dây dưa, cho dù bây giờ hắn có xuất cung tránh họa thì cũng khó mà bảo đảm tương lai sẽ không còn liên lụy tới. Sơ Ngọc nghe thần nam nói mà buồn cười, chắc do bị lão yêu quái ảnh hưởng rồi. Sơ Ngọc cũng có quan hệ thân cận với lão yêu quái, vậy nhưng không ngờ lão ta lại là tà pháp sư. Phụ hoàng và hoàng tỷ của nàng ta cũng đều biết thân phận của ông ấy, chỉ có mỗi mình nàng là không biết gì cả. Biết Sơ Ngọc đang còn lo lắng, thần nam liền trấn an, chỉ cần nàng ta xem hắn làm sao giải quyết được ba con thằn lằn kia thôi. Trận tỉ thí cuối cùng cũng đã tới giờ thi đấu, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, vậy nhưng chẳng thấy thần nam đâu cả. Tư Mã Lăng không thấy vậy liền không quên mỉa mày, có lẽ là tiểu tử đó sợ rồi, chưa đánh mà đã thua rồi thì thật là hổ thẹn. Nhân cơ hội này, Tư Mã Lăng không liền thỉnh cầu với bệ hạ xin ông ta đồng ý để cho hắn mang binh bắt thần nam tới đây. Vừa mới nói dứt lời thì thần nam xuất hiện, Tư Mã Lăng không thấy vậy thì cay cú lắm. Thần nam đứng sát lại gần mặt gã ta rồi giật lấy trường thương mượn một lát rồi trả. Hắn đi ngang qua Sơ Ngọc, dặn dò nàng ta chăm sóc tốt đông đông. Ánh mắt của nàng đầy lo lắng nhìn thần nam, sợ rằng đây là lần cuối cùng gặp hắn. Thần nam cầm thương của Tư Mã Lăng không nhảy xuống dưới, trước mặt là ba con long kỵ sĩ. Sau trận đấu ngày hôm qua, Thái Hoan vẫn luôn mong nhớ hắn mà mài bình khí cả đêm, chính vì muốn rửa sạch nhục nhã này. Thái Hoan đang hưng hực máu chiến trong người, thì đại sư huynh của bọn chúng lại nói mấy câu làm cho mất tinh thần. Tam long kỵ sĩ nghe lệnh đều lao lên tấn công và nhường nam chính lại nhanh nhẹn né tránh. Trường công chúa và mọi người ai cũng chăm chú xem trận tỉ thí này. Chẳng biết thần nam sư thừa ở đâu, vậy nhưng thương thuật công pháp của hắn khiến trường công chúa chưa từng thấy bao giờ. Sơ Ngọc không mấy quan tâm điều đó, chỉ cần thắng là được rồi. Thái Hoan cưỡi rồng lao tới bất ngờ tấn công thần nam. Vậy nhưng hắn chẳng cần tốn công sức gì nhiều. Chỉ đứng một chỗ múa vài nhát thương kiếm cũng đủ khiến đối phương thấm mệt. Tay U ra mặt tiếp sức, gã từ trên lưng rồng lao tới như một tên lửa. Thần nam thấy vậy cũng lao tới tấn công, hai thương kiếm chạm trán nhau trên không trung. Lúc này thần nam đang chiếm ưu thế. Hắn mới chỉ dùng sức có một tay thôi mà đã khiến Tái Ưu không đủ sức chống chọi lại, để Tái Ưu bay ra xa. Tái Hoan và đại sư huynh thấy vậy cũng hoảng sợ xanh mặt, bọn chúng nhanh chóng xông lên tấn công hội đồng. Thần nam dùng sức mạnh vào thương rồi ném về con rồng và nhưng nó lại né được. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mồi nhử của hắn mà thôi. Hắn triệu hồi ra bàn tay mà pháp tóm gọn lấy con rồng đó rồi quăng nó ra xa. Nhẹ nhàng như vậy mà đã xử xong được hai tên rồi. Chung cuối lúc nào cũng mạnh nhất, giờ chỉ còn lại duy nhất một mình đại sư huynh của bọn chúng. Tái nộ lắp một tiếng chuông, con rồng của hắn như muốn phát điên lên. Nó phun lửa tấn công thần nam, vậy nhưng hắn vẫn né được. Bệ hạ và Sơ Ngọc đều tỏ ra lo lắng cho thần nam, riêng chỉ Hắc Vũ là tỏ ra đắc ý. Con rồng kia là con hoàng long tứ giai, một rồng diệt một thành, vạn phù không thể địch. Khói đen bay mù mịt khắp trời, đồng đồng lo lắng cho thần nam nên lao xuống tìm hắn. Thần nam lúc này đang cố chạy như bay để tránh những quả cầu lửa. Hắn lợi dụng mấy sợi xích để dụ con hắc long đến rồi trói nó lại, sau đó vật ngã tên kia xuống dưới. Thần nam thấy đông đông thì ngạc nhiên, tài nộ cũng vậy. Gã cứ tưởng đông đông là linh vật của thần nam lên lên tiếng chế giễu. Muốn thu linh vật cũng không cần tìm con rồng bé tí, nhìn không có gì đáng sợ này chứ. Rất nhanh, hai người lại tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến của cả hai có vẻ ngang tài ngang sức với nhau. Sau một hồi giằng co, thần nam cũng chém rớt cái chuông đồng rồi kêu gọi đồng đồng chạy tới nhặt. Vậy nhưng đã bị hai con người gỗ tí hon lấy đi. Bọn chúng đưa chuông đồng cho tái nộ, hắn vừa lắc chuông thì con rồng liền phát điên lên, giật tung sợi dây xích rồi thoát ra. Thần nam ôm lấy đồng đồng chạy đi trong biển lửa để tránh sự truy sát của con hắc long đó. Vậy nhưng vì một chút sơ suất nên bị tái nộ đâm một nhát kiếm chí mạng và bị hất văng vào vách núi. Thấy cái chết cận kề, thần nam liền bảo đồng đồng mau chạy đi, vậy nhưng nó lại không nỡ để thần nam ở lại một mình. Kết bạn đến chân trời, đồng sinh cộng tử. Chứng kiến cảnh tượng đó, lão yêu quái cũng định ra tay giải cứu. Tuy nhiên, còn chưa kịp làm chuyện đó thì bất ngờ lại xảy tới. Một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện,
Đồng Đồng bất ngờ bộc phát thực lực, hình thành một con thánh long siêu to khổng lồ khiến cho con hắc long kia hoảng sợ. Tái Nội chứng kiến cảnh tượng này liền vô cùng sợ hãi. Gã lắc chuông liên hồi, ra lệnh cho con hắc long tấn công, vậy nhưng bị thánh long phun cho một ngọn lửa thổi bay. Sau khi đánh đuổi được đối thủ thì Đồng Đồng cũng cạn kiệt sức lực, hai người rớt xuống sân tỉ thí. Quả Trung Đồng bỗng hiện dài trước mắt, hắn biết con hắc long đó bị điều khiển bởi chiếc chuông này, cho nên mới bóp nát để trả lại tự do cho hắc long. Sau khi được trả lại tự do, nó bay tới dẫm nát tên Tái Nộ. Thần Nam lúc này cũng cạn kiệt hết sức lực. Chuông công chúa và Sơ Ngọc đưa về tầm cung để chữa bệnh. Đồng Đồng sớm tỉnh dậy, vậy nhưng Thần Nam thì vẫn nằm im bất động. Bỗng nhiên, lão yêu quái bước vào, lão cho biết người bình thường bị thương nặng như vậy thì sớm đã chết rồi, hắn còn sống là đã vô cùng may mắn. Lão ta đến đây để chữa bệnh cho Thần Nam. Vết thương hồi phục nhanh như vậy, xem ra lão đoán không sai, thể chất của hắn thực sự khác với phàm nhân. Lão muốn mang người về chữa thương. Trường công chúa cảm thấy y thuật của mình cũng có thể cứu chữa được Thần Nam. Lời vừa nói ra đã bị lão lườm cho một cái. Sở Ngọc cũng rất lo lắng, vậy nhưng thầy lão nói sẽ chữa trị tốt cho Thần Nam nên đành thôi. Ngay lúc này, hai tên sứ thần Thiên Sương Quốc đang rất tức giận. Tên Hắc Vũ đó chính là Tam Hoàng Tử. Chính miệng hắn đã đảm bảo với bọn chúng rằng Thần Nam sẽ không thắng. Bây giờ thua trong sự nhục nhã như vậy thì làm sao có thể về ăn nói với quốc chủ được. Còn không ngờ được rằng giữa trường lại xuất hiện một đầu ngũ giai thành long. Gã quay sang khiêu khích Tư Mã Lăng Không. Thần Nam thắng trận này thì dựa theo định ước giữa hắn và Đồng Trừ Hoàng thì hôn sự với Ngọc Công Chúa xem như thất bại rồi. Vẻ mặt của Tư Mã Lăng Không tức giận, vậy nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bây giờ Đồng Trừ Hoàng và Sơn Ngọc đều tỏ rõ ý muốn nâng đỡ Thần Nam. Nếu như Tư Mã Lăng Không kiên quyết không liên minh cùng với Thiên Sương Quốc thì chờ Tư Mã gia bị tước quyền lực cũng đã chậm rồi. Tất cả đều phải tiến hành theo kế hoạch. Bởi chúng đợi chờ cho thế cục đại loạn thì Bái Nguyệt Quốc nhất định sẽ ủng hộ Tư Mã gia làm tân vương Đồng Trừ Quốc. Phụ thân của Tư Mã Lăng Không nghe được ý kiến này liền khoái chí đa tạ Tam Hoàng Tử. Chờ cho lão ta ngồi lên ngai vàng thì Tư Mã Lăng Không tùy thích muốn cưới Trường Công Chúa hay Sở Ngọc. Tên Xích Nha nhân cơ hội này dụ dỗ Tam Hoàng Tử. Lần này Thiên Dương và Đồng Trừ ở Mỹ một trận đã mất hết mặt mũi trước mặt sứ thần các nước. Tam Hoàng Tử nghe về cũng chỉ biết cười trừ bảo Xích Nha đừng vội vàng. Đợi hắn ta về bẩm báo với Phụ Hoàng thì nhất định sẽ cho Thiên Dương Quốc một công đạo. Tên Xích Nha được voi thì đòi tiền, Tam Hoàng Tử nghe xong tức giận, cầm quạt chém đứt cổ Xích Nha, làm ra nồi cho hai họ, còn mưu toan bàn điều kiện với chủ nhân, khiến người khác phản cảm. Xử lý xong xuôi, hắn nói muốn đi nghỉ ngơi. Ánh mắt của Tư Mã Lăng Không nhìn hắn từ đầu tới cuối đều không ưng được tí nào, vậy nhưng cũng không thể làm gì được. Buổi tối ngày hôm đó, Thần Nam tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là Sở Ngọc và Đồng Đồng đang ngủ, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, cứ như đang bị trôi dạt ở ngoài vũ trụ vậy.